À, mình sẽ tổng kết lại cái bài tập này nhé. À, cái bài tập này bạn sẽ học được cái cái selector liên quan đến thứ nhất là dis. Từ khi mà kích vào nó ấy, thì muốn mình muốn gọi đến cái phần tử được kích thì mình gọi là dis. Dis chính là chính nó. Cái thứ hai là next. Next là cái thẻ đang nằm đằng sau thằng dis này. À, ví dụ đơn giản này mình dùng cái thằng next này để mình chỉ ra cái thằng đằng sau của this chính là cái phần nội dung thứ ba là cái hàm đây là hàm slide talker Chuyên đừng là con của thằng this mà trong trường hợp này this không có con cho nên bỏ qua chuyên đừng đi à, thứ hai là học các hàm xử lý hiệu ứng hàm là slide up có nghĩa là co nhỏ nội dung lại slide down nghĩa là xử lý nội dung thả xuống slide talker là tự động co tự động nhỏ add là thêm thêm class tức là dùng để thay đổi class của một thẻ nào đó Remove là bỏ đi. Toggle là tự động. Thêm hoặc bỏ class. Nếu mà đã có class này rồi. Thì em trường hợp này mình sẽ mình sẽ dùng cái toggle class cho cái class là xanh. Để mình tự động mình uh, hiểu là khi nào nó xanh và khi nào là nó vàng. Đấy. Kích vào nó tự hiểu. Đấy là hàm tác dụng của hàm là add toggle class. Uh, đấy là bộ ba cái hàm này là hàm add, remove và toggle. Tiếp đó là mình học đến sự kiện click. Bởi vì là khi mà click vào cái phần tử là phần tử H3 này Thì bạn phải có cái hàm là hàm click đấy, Cái hàm click này giúp cho bạn là click vào phần tử bất kỳ Tiếp nhá Cái hàm uh, cơ bản mà dùng để kiểm soát cái code ấy Là hàm console.log Cái hàm này cho phép bạn kiểm soát được cái code nó chạy đến dòng nào rồi Ví dụ ở đây Mình viết ở đây là cái console.log này ạ tên của nó là à, đã chạy được hiệu click rồi ví dụ thế nhỉ thì như vậy khi mà bạn kiểm soát cái cửa sổ con bạn sẽ phải ấn F12 bạn kích sang cửa sổ con thì đây là cửa sổ con của bạn là những cái phần tử mà bạn viết trong cái hàm con lock ấy ví dụ bạn kích vào đây đấy à, refresh lại nữa nhỉ bình thường khi mà không làm gì cả thì nó chưa chạy cái dòng này cái dòng này đặt trong cái lệnh kích cho nên kỳ kích vào thì nó mới chạy Còn nếu mà kích vào nó bị lỗi nhỉ Thì nó sẽ không chạy Ví dụ bạn bỏ chữ click này đi bạn biết thiếu chữ K nhỉ Bạn nào nó ngọng thiếu chữ K nhỉ Khi mà kích vào đây này À thì khi mà refresh này nó báo lỗi luôn ở cái cửa sổ console này Cửa sổ console này sẽ báo lỗi ở dòng số bao nhiêu luôn Ví dụ trường hợp này nó báo lỗi ở dòng thứ 6 của file 1.js Thì bạn sẽ kiểm tra lại dòng thứ 6 ở đây Bạn thêm chữ K ở đây Tức là cửa sổ console này dùng để kiểm soát cái code lỗi gì ở đẹp trong này hết cho nên nếu mà bạn viết code mà không chạy thì bạn phải mở ngay cửa sổ console để bạn xem là mà nó báo lỗi là cái gì. Đấy là tác dụng của cửa sổ console này. Và cái hàm console lock là để kiểm soát được cái code nó chạy đến đâu. Ví dụ mình viết như này có nghĩa là khi kích vào nó mới chạy. Bạn à, refresh lại nhé. Bình thường nó chưa có, nhưng nếu bạn kích vào một cái phần tử bất kỳ ở đây thì cái dòng code sẽ được chạy. Ở bên bên trái này có cái số lượt chạy. Ví dụ bạn kích lần thứ hai nó sẽ báo là chạy được hai lần rồi. 3 4 5 Ví dụ như vậy thì đấy là tác dụng của cửa sổ con dôn. cái bài tập này ở mức độ rất cơ bản để bạn có thể viết được cái hiệu ứng mà dựa trên các câu lệnh cơ bản nhất của jQuery là câu lệnh slide và câu lệnh add, remove và toggle class. Đấy, cảm ơn các bạn.